chương 1, ta là Huyền Trân hay là Quách Thu Phương? Nghe chọn bộ tại mê audio com. Tại một nơi người ta gọi là Sài Gòn, ở một căn nhà nhỏ, trong nhà chỉ có ba phòng mà thôi. Trong đó có một căn phòng rất bề bộn, trên bàn có một lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc. Trên giường có một thiếu nữ trẻ tuổi chừng 15. Đây là đâu? Huyền Trân nhớ rõ mình lúc trước bị sét đánh trên đường trốn về nước Nam cùng mọi người cô là công chúa nhà trần là con gái của trần nhân tông là vợ của chế mân vua nước chiêm vài ngày trước một nhóm thích khách đã ám sát chồng nàng nàng đau đớn vô cùng thì nhân cơ hội này bọn hoạn quan trong cung đòi thiêu sống nàng để xuống suối vàng hội tụ với chế mân chế mân chết nàng cũng không muốn sống để mặt mình chuẩn bị thiêu sống tuy nhiên phụ hoàng và anh trai nàng đã cho người qua cứu nàng đánh nàng ngất xỉu đưa nàng về nước nam không ngờ nàng bị xét đánh, khi tỉnh lại thì lại nằm đây. ơ cơ thể ta sao lại mập mạp thế này? sao ta da đen thế này? a à, a à, đau đầu quá, một cơn đau nhức dữ dội nhập vào đầu nàng, hàng loạt ký ức tràn về. cô hấp thu tất cả cũng đã quen thuộc ngôn ngữ hiện đại. ta ta thật ra ta là Huyền Trân hay là Quách Thu Phương thì ra cô đã chết trong cơn xét nhưng không biết bằng cách nào đó cô đã hồn nhập vào một cô gái ở cách thời đại của cô hơn 700 năm. Dựa theo ký ức cơ thể này, cô gái tên là Quách Thu Phương. Cô rất tự ti với với thể mập mạp đen đùa xấu xí của mình. Nên hằng ngày cô gái cố gắng học hành để cố gắng tránh xa những việc khác cô gái này thương thầm một hot boy trong lớp, rồi cô đã mạnh dạng thổ lộ lòng mình. Tuy nhiên thế gian không phải mình muốn là được. Cậu nam đó không những từ chối còn sỉ bán cô, hừ, cô thích tôi ư. Nhìn lại mình đi, con heo nó còn đẹp hơn cô. Đũa móc mà tròi mâm son, phỉ bán thì thôi đi không ngờ, không biết sao một cô gái khá xinh cũng thương thầm hắn ta. Khi biết chuyện cô gái đó đã kéo một lũ bạn đánh đập cô khi đi học về còn xé áo lột đồ quay video dọa sẽ tung lên mạng xã hội quá ê chề nhục nhã quách thu phương đã nghĩ quẩn uốn một nắm thuốc ngủ tự vẫn và nhờ thế nên huyền chân có cơ hội trọng sinh lại trên cơ thể cô huyền chân nghĩ cô gái này thật đáng thương cô yên tâm ta sẽ giúp cô rửa mối nhục này ta bây giờ sẽ tên là Quách Thu Phương ta sẽ khiến những người làm nhục ta phải quỳ xuống dưới chân ta mà cầu xin tha thứ, huyền Trân cẩn thận thay đồ cắp sách đi học. chương 2, tai nạn, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Huyền Trân trèo lên xe ngồi đạp xe chạy đi, tuy rằng có ký ức và kỹ năng của Thu Phương nhưng khi chạy xe thì cảm giác mới lạ lâng lâng dâng lên. Huyền Trân cảm thấy rất thích thú cô thầm nghĩ thế giới hiện đại thật là thú vị ta phải cố gắng học tập những kỹ năng ở đây và biết đâu sau này có thể quay lại quá khứ ta sẽ làm đất nước giàu mạnh lên nghĩ thế cô vui sướng cười tủm tỉm bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ đâu quẹo cua qua huyền chân không phản xạ kịp với cũng chưa quen phải thắng xe nên đã tông một phát vào thân xe thiệt là cảm giác ở thời đại này gọi là sml Huyền chân đau chân cô ngồi ôm chân đau đớn, một chàng trai từ trong xe bước ra. Huyền chân nhìn gã này thì nhận ra trong ký ức của Thu Phương hắn là hot boy nhất trường, hắn là cháu bảy tám đời gì đó của một người làm quan thời nhà Nguyễn tên gã này Trương Hán Bá Hưng. Bá Hưng bước ra khỏi xe nhìn cô mắng, này cái cô ninja kia. Có biết chạy xe không hả? Huyền Trân tức giận, Đường Đường là công chúa nước Nam là hoàng hậu nước Chiêm mà có người dám mắng chửi cô. Nếu là trước đây không cần nhiều lời tên này đã bay đầu rồi. Cô mắng lại tên kia ngươi thật to gan dám mắng ta. Người đâu bắt tên này lại cho ta, mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt kinh dị. Cô nhìn thấy ánh mắt và trang phục mọi người thì ngớ ra mới nhớ rằng đây không phải thời đại của mình a. À bá hưng nhìn cô cười khinh bỉ nói không ngờ cô chẳng những không biết chạy xe mà còn xấu lại bị khùng nữa huyền chân tức giận chưa bao giờ cô giận đến vậy ngay cả khi cô sắp bị thiêu sống cũng không có tức nhuê lúc này cô nói ngươi có thấy những lời lẽ vừa rồi của ngươi là rất quá đáng không mau xin lỗi ta ta bá hưng tự chỉ vào mình hỏi rồi cười phá lên nói tiếp Thôi cô khùng thật rồi, muốn ta xin lỗi mơ đi. Thôi ta không chấp kẻ khùng như cô ta đi đây, gây với cô ta hại não thêm, nói rồi bá hưng phóng lên xe chạy đi mất. Huyền chân đỡ xe máy lên cố gắng chạy xe đến trường. Cô bị sưng cái chân một chút nên đi cả nhắc vào trường. Lúc này dựa vào ký ức của Thu Phương cô đã từ từ thích nghi hơn với cuộc sống mới.